nay mời các bạn hãy cùng gia đình KPN ăn hải sản đông giá tại quán Bảy Thơm thuộc phường Đông Đa, thành phố biển Quy Nhơn các bạn nhé. Đây là mặt trước của quán hải sản Bảy Thơm. Bây giờ chúng ta vào khám phá các món ăn hải sản ở đây nhé. Biển hả? Dạ đây, cá sơn, cá biển. Cá sơn. Cái này là làm gì biển đúng không? Cá biển. 50 ngàn một ký. 20 và 200 ngàn một ký. Nướng xong. Đây. Nướng xong bỏ lên cân 200 ngàn một ký. Nướng xong rồi mới cân. Đặc biệt là cái này hay cái là nướng xong mới cân. Chứ người ta là cân tươi. Cái này là nướng xong mới cân. Đây là món cá sơn nướng. Đây là nghêu hấp xả. Còn đây là ốc dụ hấp xả. Chào xả hớt. À, ốc len xả hớt. Mỗi món là 30 ngàn đồng giá. Còn đây là món tôm càng và tôm sú hấp. Đây là ốc hương hấp xả. Còn đây là ốc gai và ốc trinh nữ hấp xả nè các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Rồi. Còn đây là món sò huyết hấp xả. Là tên gì? Gạch hấp. Này là gạch hấp, chiên gạch thôi. Đây là cá sơn đã nướng xong, nhìn hấp dẫn chưa? Trong cháo này có gì? Nấm. Hầu tôm. Đây là tất cả các loại trứng cá hấp xả. Tôm hùm là 600 ngàn ký. Ngoài trừ tôm hùm ra thì các món ăn ở đây đều bán một dĩa là 30 ngàn. Đây là ốc móng tay hấp xả. Tất cả đều đồng giá 30 ngàn một dĩa. Và đây là cái dĩa 30 ngàn nè. Ốc này ốc gì em? Dạ, ốc biển. Lộn xộn nghĩa. Đây là đĩa ốc hương 30 ngàn. Đây là tô nghêu hấp xả có giá là 30 ngàn. Ở đây ăn các loại hải sản thì có 3 loại nước chấm nè các bạn. Một loại mắm nêm, một loại mắm ngọt và một loại mắm mặn mặn, hơi cay cay. Còn đây là cái không gian bên trong của quán Bảy Thơm. Nhìn không gian thì cũng khá là rộng rãi và thoáng mát, đặc biệt là sạch sẽ nữa. Ở miền Trung thì họ thường ăn hải sản kết hợp với lại xoài chua và rau răm. Đây là chén muối, ớt, tiêu và chanh để chấm hải sản. Đây là chén mắm ớt ngọt. Hai loại nước chấm này thì thường dùng ăn ốc ở miền Trung, còn ăn tôm, cua, ghẹ thì dùng muối tiêu chanh. Còn đây là đĩa gạch con trúc nấu có giá là 10.000 đồng trên một mai gạch. Đây là đĩa ốc gai và ốc trinh nữ có giá là 30.000 trên một đĩa. Còn đây là con ốc trinh nữ nè các bạn. Con ốc này thì ăn rất là ngon, dai. Nhưng mà ở miền Trung á, đặc biệt là Nha Trang, Quy Nhơn á, thì con ốc này nó khá là hữu dụng. Khi ăn xong á, người dân họ đem con ốc này, họ đem đi họ phơi nắng, sau đó họ chế biến lại, họ đánh bóng cái vỏ con ốc này lên, trở thành một cái sản phẩm quà lưu niệm dành cho khách du lịch biển. Nếu các bạn đã từng đi biển Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn thì các bạn sẽ thấy những cái con ốc này họ bày ra, họ bán ở những cửa hàng lưu niệm.
Và bây giờ mình sẽ rưới mắm ngọt lên cái mai của gạch con cún đồng, mình ăn thử xem sao nha. Nó rất là chắc và dai. Sau đây chúng tôi sẽ review phong cách ăn mai cũng cái này cái này đầu gạch, cái đầu trứng đúng không? Cái này gạch, gạch và trứng. Gia đình mình không nghĩ là mỗi cái mai gạch này nó có chất lượng như vậy mà có 10.000 mai. Và đây là cái đĩa tôm càng biển mà mình thấy nó lạ lạ, con tôm này sao lần đầu tiên mình thấy con tôm này thật sự nhìn nó gai góc mà nhìn giống như con tôm tít vậy đó các bạn. Nhưng một đĩa này khoảng 5 con thì giá có 30.000 một đĩa. Giá thật sự là rất là rẻ, nghe mà rất là sốc. Bẻ đầu tôm nha. Tôm đùi ngắt. Con này ủa con tôm ăn nhiều quá rồi ta. Rồi, con đây là con tôm. Bây giờ Duy sẽ chấm muối này. À, Duy chấm muối tiêu nghe. Đây ăn muối tiêu mới ngon. Còn đây là đĩa ốc móng tay xào xả ớt 30.000. Còn đây là đĩa cá sơn nướng. Cá sơn nướng này họ cắt làm đôi, cá ra để họ nướng, sau đó họ cân ký họ bán cho mình. Một ký cá sơn thành phẩm là khoảng 200.000, nhưng mà đĩa này thì dưới nửa ký nên là có giá là khoảng 80.000 một đĩa. Ăn cá sơn này là các bạn dùng bánh tráng cuốn rau răm với lại xoài cộng với lại thịt của cá sơn, các bạn chấm với lại nước mắm nêm, cực kỳ ngon luôn. Và bây giờ cảm nhận của gia đình mình đối với dịch vụ của quán, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và vui vẻ. Các món ăn hải sản ở đây rất là tươi ngon. Còn về giá cả thì hầu như các món ăn ở đây đều là 30.000 trên một phần. Rất đáng để đến đây ăn thử. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN. Và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nha các bạn. Cảm ơn các bạn.